Tiếp theo, chào các bạn. Các bạn thấy cái gì đây hay không ạ? Các bạn nhìn thấy cái gì đâu? Sản phẩm khá là lạ, mình thấy chất lượng ok. Giới thiệu các bạn xem là cái gì. Đây nó gọi là cái bộ gì ta? 5 giây fix second fix này. Nó gọi là 5 giây dùng để nó kiểu như cao 502 của mình ấy. 5 giây nó đông luôn. Đây website này. 5secondfix.com Sati này để kiểm tra là cái gì đây. Còn này tia đây nó tiêu UV này, tip này, cáp này, pen này, bút viết ở đây này. UV, đèn. Để báo các cái chức năng sử dụng nó này. Chạy 2 pin 1623 3V. Này. Tắt sau khi sử dụng này, những cái thằng nhằng thì thôi không quan tâm. Xem cách dùng nào đã. Đây. Sản phẩm nó sẽ như thế này. Đèn. Cái đèn này nó kiểu như đèn soi tiền này. Các bạn ạ. Đây là tia hồng ngoại rất là mạnh, nếu các bạn nhìn trên này sẽ thấy này. Đúng kiểu tia hồng ngoại. Chưa hiểu sao nó đèn sáng mạnh nhỉ. Để xem nó có cái gì trong. Đây. Hộp đèn nó sẽ có cái này. Chạy 2 pin nhét ở trong, công tắc bật. Con này sẽ nhét theo chiều nhá, thích nhét trên chiều này được. Mở nắp nó có cái gì đây. Một cái nắp bên trong này. Nắp có một nút cao su đậy này. Chạy kéo. Con này kéo rất là khó dùng, cái đồ này kiểu như đồ hàng mã ấy. Đây keo này như hôm trước rồi, mình kéo mình tháo đây không dính lại bị tuột keo ở trong. Đây, chờ một chút xíu. Đây bạn bóc này ra. Bóp cái này ra để mình chắc bóp thử xem nào. Thử xem mà mình chưa dùng này, thấy nó quảng cáo hay hay. Cái này chắc mình nghĩ nó chỉ như 502 chả khác gì cả. Thì các bạn có thể chơi cái nọ này về, sau đó là tháo ra đổ keo 502 vào trong thử dùng xem nào. Khá là lạ. Sẽ thử riêng cái bút này xem nó đang tuột này nhá. Đây mình tháo ra, đây là bút dò điện, cái này chắc nhiều bạn biết rồi, không giới thiệu nhiều nữa. Chuyên dùng để dò thông mạch mấy cả điện, đứt thì sẽ dùng cái này. Thử phát xem nó có tác dụng gì nhé. Bóp vào nhé. Để nó ra cái chất nó trắng trắng đục. Thử chiếu đèn nó xem nó ra cái gì nào. Năm giây. Cái chất này nó khác cái chất keo 502 của mình ấy nha. Tính thử xem nó đông chưa nào. Đủ mẹ cái đông nhanh khiếp. Các bạn đông cứng rồi. Đây. Đúng 5 giây thôi các bạn ạ. Đây. Này, đông thành kinh. Đóng rắn luôn này. Úi sợ không? Cái này nó sẽ khác keo 502 đấy. 502 nó không phủ trên mặt được. Cái này nó phủ trên mặt luôn. Tạm lớp bọc xung quanh luôn. Bảo vệ. Rất là hay, hơn keo 502. 502 nó ăn chặt luôn, nhưng con này nó tạo lớp phủ luôn. Hay phết. Thử xem trên này cái khác xem. Được ấy, cái keo này lạ lắm. Nó dùng cái đầu này để nó đốt nóng, bốc khói luôn. Cái này nó còn có một tính năng là dán dép. Đây, kiểu như dép này chẳng hạn. Nhưng mà cái dép thì chắc mình không thử đâu, vì những cái này thì keo 502 nó chạy hết rồi, chả khác gì. Thử trên cái dây điện bọc xem nào. Thấy nó báo là có chức năng bọc trên dây điện. Chắc mình sẽ thử trên cái dây này, đây. Chẳng như cái dây này, hoặc cái dây sạc các bạn đang dùng ấy. Thì sau nó sử dụng là nó hay bị cái tình trạng như này, các bạn nhìn sẽ đẩy sẽ thấy nha. Gãy cái cổ chân. Đúng không? Nó sẽ bị tuột này. Tuột sau gian sau dùng là nó sẽ gãy chân sạc. Thì sẽ thử xem cái bút này nó có tác dụng không. Thấy quảng cáo nó dùng ở trên cả cái này. Trong nó có nước hay sao. Thì sau mình sẽ bóc này ra xem trong nó có nước gì. Lạ ghê. Bóp ra nhé. Đi ra. Bóp ra. Cái này chất của nó hơi khác cái keo 502 của mình, nó đông đông cứng cứng luôn. Lạ thật này, chân này. Rồi nha, ok, xong này. Bật cái công tắc lên luôn này. Rúi vào đây. Bạn nhìn kỹ sẽ thấy nó bốc khói luôn. Tức là khi cái tia này hơ vào nó sẽ rất nóng rất là nhanh, đông cứng luôn. 5 giây. Có khói bốc ra nhé. Mình chả hiểu cái này đèn chiếu tia của những tia hồng ngoại. 5 giây. Hơ luôn. Đủ mẹ xem nào, đông cứng chưa nào. Ui đúng rồi, cứng luôn. Keo này hay thật đấy. Hay phết các bạn ạ. Này nhìn này. Cứng rắc luôn.
vã linh hồn. Thì những cái đầu cổ như này các bạn sẽ dính mà chặt luôn này. Đây này, ăn chặt luôn. Mình sẽ quay rõ hơn cho các bạn nhìn. Đấy, nó dễ hơn. Đây các bạn, nó dễ nhìn hơn. Đây các bạn nhìn kỹ này, cổ chân luôn này. Đây này. Mình sẽ bóc thử xem nào. Ăn đủ. Này nó thành cái lớp bảo vệ bọc luôn này. Chống thoát luôn. Keo hay phết. Keo này thì các bạn ở nhà lên trang bị một lọ nhé, khá là hay. Bây giờ mình biết tính năng của nó đấy. Không bóc được luôn. Đây. Cái chỗ mình dán vào đây nhá. Khi các bạn bọc bên ngoài xong thì cái dây này sẽ như cái đầu gãy này không mà bị lại gãy nữa. Chắc luôn, bảo vệ. Khá hay, dán giày dép cứ đều được. Tiện phết. À đủ, được đấy. Trong nó vẫn còn trắng trắng nhưng nó chưa hết thế sao? Xem nào, rúi thử phát nữa. Hết rồi. Cái đầu này nó đứt này, các bạn chỉ cần chấm ở đây quay xung quanh, hơ vào phát là xong. Tuyệt vời. Để xem còn cái gì thử hàn bằng cái này không ta. Thấy cái tác dụng của bút này là như thế, còn chưa thử hàn hàn từ hai bề mặt xem. Nhưng mà hàn hai bề mặt với nhau thì cái gần như là 502 mua cho nó rẻ, tội gì mua cái này. Nó sẽ bọc đầu cổ này tốt hơn này. Các cái cổ dây điện này. Mà khi nó hở ra các bạn bọc vào đây. Hoặc dây điện hở, mình sẽ thử cái dây điện hở xem. Đây mình sẽ thử. Coi như một cái dây điện khi các bạn mà để nó bị hở điện như thế này. Như thế này, chuột cắn. Đây là vết minh họa của chuột cắn nhá. Nó sẽ hở như này đúng không? Nếu mà đổ bình thường mình phải quấn băng dính đúng không? Không quấn băng dính thì mình phải dùng keo dùng cái gì nhỉ? Băng dính hoặc là dùng đúng không? Mỗi băng dính thôi. Keo 502 không đổ được. Con này mình sẽ thử ở đây luôn này. Hay phết. Keo biết được nhiều không? Mình chưa thử tháo lọ ra xem nhiều không. Đây. Từ nó bịt được cái đầu lỗ luôn. Chắc. Cách điện luôn, khá là hay. Thử xem, soi cho phát. Cái tia này lạ thật đấy. Đèn không có gì đâu nhưng mà cái keo này này, khi nó phản ứng với cái tia này rất là đông nhanh. Rồi, ok. Khi 5 giây mình chả biết có đến 5 giây không. Ủa mẹ, đông cứng luôn rồi các bạn ạ. Đông cứng luôn. Cách điện luôn, phải linh hồn được. Những cái dây tháo ra thì tận dụng lại được, đều dùng được tốt luôn. Đây, đông cứng cách điện trong luôn, không sờ vào trong được, thành lớp bảo vệ. Đây này, bây giờ cạo nó mới ra này. Đấy. Nó sẽ đông kiểu như là một cái lớp thủy tinh bám bên ngoài. Chứ nó không còn thành nhựa nữa. 502 thì không làm được như này nhá, 502 thì thành phần nó hơi khác tí. 52 đông lâu á. Muốn đông được ngày 52 mà các bạn đổ thì chắc còn chờ còn chán. Mất 20 phút, 30 phút. Đông rất nhanh luôn. Mà keo nó cũng mềm mềm gì đây. Sờ mềm mịn luôn. Như dây bình thường mà không bị hở điện. Ok. Còn cái thí nghiệm nào nữa thử cho bạn nhé. Đây, ta sẽ thử cắt cái nhựa này hàn xem nó có chắc chắn không. Thử xem nhé. Bởi vì thấy nó bảo là nối hai cái nhựa rất là chắc, mình không tin lắm. Chắc hơn 502, bởi vì 502 thật ra 502 thì nó sẽ bị giòn. Nếu các bạn để ý 502 nó sẽ bị giòn ngay. Thử mắt xem nào. Keo này thì nó không trơn như 502. Nó cứ nhảy dính kiểu gì. Thử phát xem nào. Xem có khác biệt gì không ta. Nó không có độ sủi khói như 502, 502 sẽ bị sủi khói ngay. Cái tiền này các bạn thấy khói không? Nhìn kỹ sẽ thấy khói bốc lên đấy. Thử xem nó có khô được như quảng cáo này. Khô nhanh thế đấy. Đủ mẹ con này. U đồ. Cứng rắc luôn các bạn ạ. Cả trên và dưới. Này, úi giời, lại gãy rồi. Cái chất này nó không dính nhá. Thưa nếu như các bạn bẻ uốn cong thì nó sẽ không dính, nhưng mà để bình thường thì dính. Được đấy. Nó sẽ
khô phủ keo. Cái chất này là bề mặt trơn bình thường. Được phết. Keo này hay. Nên trang bị một lọ keo này. Dùng hay phết. Cái tiền để chiếu phát nó ra cái khói. Dính luôn. Được. Đã để làm đặt cầu. Được đấy. Buổi sau mình sẽ tháo thì xem con này trong nó có cái gì đây. Bật ra được không? À đây rút được này. Đây phần ruột này. Đây toàn bộ ống tuyếp keo sẽ nằm ở đây. Cái nắp trên này chắc không cho tháo rồi, kính rồi. Tuyếp keo nó nhắc vào đây như thế này. Còn cái phần đèn ở đây, đèn đây sẽ tháo được. Để xem mình lấy cái tô vít tháo thử xem. Rồi, rồi biết nó chạy bằng cái gì rồi. Hai pin chuẩn nhá, hai pin lên được 3V, khá là khỏe rồi, đúng hai pin thật. Ok, đã xong. Ok. Đây, quá trình thử cái bút này xong nhé. Dùng thử các cái tính năng mà cái bút này nó có. Chạy dùng rồi hàn thử các cái đầu mối. Con này hàn nhanh thật, mình phải công nhận. Keo đông rất nhanh. Ok, các bạn nhé.